chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy nè, em xin chúc cho anh Huy lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh để có thể hướng dẫn cho quý vị khán giả và Ngọc Hương thật là nhiều những món ăn. Cảm ơn Ngọc Hương rất là nhiều. Anh sẽ cố gắng tìm những món ăn mới lạ, này, hấp dẫn và đặc biệt là đơn giản để cung cấp thêm cho quý vị khán giả thật là nhiều món ngon. Mà anh Huy ơi, gặp anh Huy thì em có chuyện này muốn hỏi anh Huy nè. Cuối tuần này nhà em sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời. Không biết là anh Huy có gợi ý những món ăn nào cho em không nữa. Tiệc nướng ngoài trời, hấp dẫn quá ha. Dạ. Mà em chuẩn bị được mấy món rồi? Đâu có mấy món, em chỉ nghĩ duy nhất là món thịt nướng thôi. Bởi vì em rất là thích ăn thịt nướng. Nhưng mà nếu mà thịt nướng bình thường thì cũng khá là đơn điệu anh Huy ha. Đúng rồi, thịt là một loại thực phẩm rất là thông dụng. Do đó nếu mà chúng ta chế biến không có biến tấu đi thì nó sẽ trở nên rất là nhàm chán. Đồng thời là một món thịt nướng nhưng mà em sẽ cải biên một chút xíu, kết hợp với những loại nguyên liệu mới thì đảm bảo với em là sẽ có món ngon rất là ngon. Mà anh Huy nè, phải đảm bảo tiêu chí là hè ba miền, hè ăn ngon và chế biến trong tích tắc đó nha. Đúng rồi đó Ngọc Hương, trong món ngon tích tắc ngày hôm nay anh cũng sẽ chế biến một món kết hợp từ những nguyên liệu thông thường, đơn giản nhưng mà chúng ta biết kết hợp cùng nhau sẽ ra một món ăn có hương vị rất là lạ. Vậy thì tên món ăn là gì hả anh Huy? Tên món ăn của chương trình ngày hôm nay sẽ là thịt ba chỉ nướng trái cây. Để chế biến món này chúng ta cần có khoảng 200g thịt ba chỉ, một trái lê, 1/4 trái thơm, đậu que, nước cốt thơm, mật ong, nước cốt hành tím và tỏi, sốt tương ớt, que xiên, dầu ăn, tiêu, hạt nêm Azigon, nước tương đậu nành Lisa và không thể thiếu sốt mayonnaise Lisa. Thịt ba chỉ không có da, chúng ta sẽ cắt mỏng ra. Em phải gọt trái lê này cho anh ha. Dạ. Còn anh Huy sẽ tiếp tục cắt đầu que ra thành từng khúc. Em đã gọt xong quả lê rồi nè. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta cũng tiếp tục xắt lê ra từng miếng vừa ăn. Mình bỏ phần hộp ở giữa ha anh Huy. Chính xác rồi. Anh Huy ơi, em được biết á là trong thơm có chứa enzyme nè, rất là tốt cho tiêu hóa đúng không anh Huy? Chính xác rồi đó Ngọc Hương à. Đặc biệt là trong món ăn này thì nước cốt thơm có chứa men phân giải đạm, do đó sẽ giúp cho thịt chúng ta ướp thêm mềm nè. Và trong thơm cũng chứa nhiều vitamin C, chất xơ giúp cho tiêu hóa cũng rất là tốt. Dạ. Thịt chúng ta sẽ ướp với khoảng 1 muỗng canh nước cốt thơm, nửa muỗng cà phê hạt nêm Azigon, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê sốt tương ớt, khoảng 1 muỗng cà phê nước cốt hành tỏi băm, khoảng 1 muỗng cà phê mật ong nè. Chúng ta cũng sẽ ướp với 2 muỗng canh sốt mayonnaise Lisa. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ ướp thịt với nước cốt thơm để giúp cho thịt mềm hơn quý vị nhé. Chúng ta cũng sẽ ướp với khoảng 2 muỗng cà phê nước tương Lisa quý vị nhé. Anh sẽ trộn đều lên và chúng ta để thấm gia vị khoảng 10 phút là được rồi đó Ngọc Hương. Dạ. Rồi, bây giờ anh sẽ xiên que. Nhưng mà trước khi xiên que thì Ngọc Hương và quý vị khán giả lưu ý một chút xíu. Những que xiên này chúng ta nên ngâm nước khoảng 10 phút trước khi xiên nha Ngọc Hương nha. Nhưng mà chắc hẳn là cũng phải có dụng ý gì đúng không anh Huy? Chính xác rồi, chúng ta ngâm nước để sạch cái que tre nè. Và ngoài ra thì khi xiên và lấy thịt ra thì không bị xước những cái dầm tre nè. Dạ. Khi xiên thì Ngọc Hương nhớ lưu ý là chúng ta xiên sang kẻ màu sắc để cho món này tuyệt đẹp hơn. Dạ. Đây, như vậy là xong được một xiên. Ngọc Hương nè. Dạ. Chuẩn bị xong rồi đó, em mở lửa lên cho một cái chảo lên cho anh. Ten, có một cái chảo. Rồi, chảo nóng, anh sẽ cho một ít dầu vô nè. Ít dầu thôi, bởi vì chúng ta sử dụng phương pháp là áp chảo mà. Đúng rồi. Sau khi chảo nóng, chúng ta cho dầu vô và quý vị sẽ chiên áp chảo món này. Và đặc biệt, như hồi nãy anh Huy đã nói với Ngọc Hương, chúng ta cũng có thể sử dụng một cái lò than rồi nướng lên cái dĩ thì rất là hấp dẫn. Dạ, chảo nóng rồi đó anh Huy ơi. Anh sẽ cho vô nha. Chúng ta chỉ áp chảo qua loại thịt vừa chín tới thôi. Nếu mà để lâu quá thì thịt cũng sẽ bị khô. Dạ. Đây, anh sẽ trở mặt qua nha. Mà anh Huy ơi, sao em thấy miếng thịt đó có vẻ rất là bóng nè, mà tỏa lên một cái mùi thơm, rất là thơm á anh Huy.
Còn Hương thật là tinh ý đó nha. Đó chính là bí quyết anh ướp 2 muỗng sốt mayonnaise vô cái món này thì làm cho thịt bóng lên và mùi hương cũng rất là thơm. Ừ, hay quá. Như vậy là quý vị khán giả nhớ lưu ý là khi mà ướp thịt, chúng ta đừng quên ướp 2 muỗng sốt mayonnaise sẽ làm cho thịt mềm nè, bóng và có một mùi thơm rất là đặc trưng của món ăn này. Thịt cũng đã vừa chín tới rồi. Bây giờ anh sẽ kiểm tra lần lần nữa và cho ngay ra dĩa nha. Mà đúng là chế biến nhanh trong tích tắc đó anh Huy. Rồi, anh sẽ cho ngay ra dĩa, có một ít giấy thấm dầu nè. Đây, anh chuẩn bị sẵn cái dĩa rồi. Một dĩa cà chua bi và một ít rau thơm cũng rất là hấp dẫn. Anh Huy nhanh nhanh đi. Quý vị khán giả đang chờ đợi xem cảm nhận của Ngọc Hương về món ăn này đó. Rồi, anh hiểu ngay là Ngọc Hương muốn thử liền đúng không? Đây, một que xiên cho em. Mời Ngọc Hương. Cảm ơn anh Huy. Thơm ơi là thơm luôn. Nhìn màu sắc á, là đã biết hấp dẫn lắm rồi. Màu vàng nè, màu xanh, màu trắng, màu của thịt nữa. Em thử thích nha. Em cảm thấy thế nào? Không biết phải dùng từ nào để diễn tả cho quý vị khán giả hiểu được cảm nhận của Ngọc Hương. Thịt á, thì mềm nè, thấm gia vị. Đặc biệt là có sốt mayonnaise và nước tương Lisa. Tuyệt vời quá anh Huy ơi. Hè ba miền, hè ăn ngon. Khán giả thân mến, Ngọc Hương tin rằng quý vị khán giả sẽ cùng vào bếp và thực hiện món thịt ba chỉ miếng trái cây để có được hè ba miền, hè ăn ngon cùng với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và đừng quên viết thư về cho chương trình ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc là gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto theo số 083-823-7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và đầu bếp Khánh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.